Thương Lan Quyết là một bộ phim truyền hình Trung Quốc được chuyển thể từ tiểu thuyết Ma Tôn của tác giả Cửu Lộ Phi Hương do Y Tranh làm đạo diễn. Bộ phim là câu chuyện kể về mối lương duyên ngang trái giữa thần nữ thuộc tộc Phách Tâm và Ma Tôn Đông Phương Thanh Thương. Thần nữ Phách Tâm tộc bị Ma Tôn Đông Phương Thanh Thương diệt tộc. Vạn năm sau sống lại trở thành thần tiên cấp thấp ở tiên giới Hoa Lan nhỏ, vô tình làm cho Ma Tôn đang bị nhốt trong tháp Hạo Thiên sống lại. Để hóa giải phong ấn chú thuật trên người cũng như hồi sinh kẻ thù lớn nhất, lần này Đông Phương Thanh Thương cần phải hy sinh hồn thần nữ của Hoa Lan nhỏ. Tuy nhiên trong quá trình đó, đại ma đầu đã dần yêu tiểu tiên nữ danh ma đáng yêu. Phim được khởi chiếu ngày 7 tháng 8 năm 2022 trên iQIYI vào lúc 19 giờ. Trọn bộ có 36 tập. Bộ phim với sự tham gia của hai diễn viên chính: Ngô Thư Hân vai Hoa Lan nhỏ, Vương Hạc Đệ vai Đông Phương Thanh Thương, cùng một số diễn viên phụ khác như Từ Hải Kiều, Quách Hiểu Đình, Trương Lăng Hách, Lâm Bá Duệ. Phim phát sóng 10 ngày liên tục, cập nhật 2 tập mỗi tối, riêng ngày đầu công chiếu phát 6 tập. Các tuần tiếp theo phim cập nhật 2 tập mỗi tối Chủ nhật, thứ hai và thứ ba hàng tuần. Thank you.